的防线，这次又是把进攻向右路转移的时候啊，距离太长了，防对手的反击。哦，这下小林江上来之后啊，没有人给他补位置。42分钟，泰国队通过反击的机会是再进一球。防守球队破门的是周浩明了。要敢让泰国队反击打得清楚，连续的出球，每个球员都跑在自己的位置上，而且呢也不贪功，最后传球打了空门，敲开地江出去去封对手防守球员，这一下身后的队友没有补到，他身后这个退裆，而泰国的队员比我们显然跑得更快，是非常成功的断球反击。又要说回之前的话题了，因为又一次失球，每个球都是。第所有人状态烂，三两个杜莫诺将没发令，把乌梅坦泰烂来搞板凳，把第所有杰森泰烂。về mặt thất vọng của đội trưởng Mofadin, quá tự tin trong việc giữ bóng và để rồi mất bóng, và trước một khung thành bỏ trống.Khi cướp được bóng của thủ môn Mofarin thì nhiệm vụ còn lại của City Nam là quá dễ dàng. U19 tuyển chọn Việt Nam đá U19 Myanmar, đó là sự điều hành của 4 trọng tài. Nguy hiểm quá, chúng ta xem một quả phạt góc rất nguy hiểm và một cú sút vào. Như vậy là quả phạt góc rất hay đưa vào và một pha hỗn loạn diễn ra trong thành bóng lớn chân. Là không chỉ có một bàn thắng rất nguy hiểm.18 Thái Lan cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa sau đấy và tạo lên một cái một pha tấn công. Chúng ta đang xem một pha tấn công của đội Thái Lan được chuyền vào giữa rất nguy hiểm, một pha bật tử hay quy vào và vào. Như vậy là một pha dàn xếp ở khu trung lộ rất nhanh. Cầu thủ áo số 7 của Thái Lan đã sút bóng thủ môn số 17 Kirapak cho 20 Jakrapong.Và số 22 đó là Achipon Kirido. Và tay của Thái Lan đang thực hiện pha đá góc biến hóa rất nguy hiểm, một cơ hội dành cho người đặtLê bóng của U18 Thái Lan. Cơ hội. Xin đi ạ. Không vào. Rất đáng tiếc cho Thái Lan. Thái Lan. Rất tốt, xin đi ạ. Một pha tiếp xúc bóng không thực sự tốt của...có được 4 bàn thắng cho đến thời điểm này tại giải vô địch U18 Đông Nam Á, đó là Anfikri của U18 Indonesia.